Trải qua 3 thập kỷ hình thành và phát triển, MSB luôn được kỳ vọng tạo ra những giá trị vươn tầm khác biệt, trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam. Năm 1991, MSB ra đời, lúc đó có tên gọi là Ngân hàng Hàng hải Việt Nam Maritime Bank. Khởi sự bởi những cổ đông chiến lược có chuyên môn cao trong các lĩnh vực ngân hàng, hàng hải, công nghệ. MSB trở thành ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong tạo lập giá trị mới, thay đổi thế giới quan của toàn ngành, không ngừng vươn tầm cùng đất nước. Hành trình 30 năm vươn tầm đã, đang và sẽ luôn là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ nhân viên. Mỗi câu chuyện được kể lại là điều không bao giờ quên về những công hiến của đội ngũ MSB. Từ ngày đầu thành lập, với biết bao khó khăn, thiếu thốn, nhưng trên tất cả, người MSB đã cùng nhau vượt qua mọi thách thức, từng bước khẳng định thương hiệu, góp phần xây dựng nên những nền móng vững chắc cho sự phát triển trường tồn. Cái ấn tượng nhất trong cái thời gian mà làm việc ở Ngân hàng Hàng hải Việt Nam ấy, đấy chính là cái tình cảm con người, cái sự gắn bó giữa các đồng nghiệp với nhau. Mà cái gắn bó đó ấy, nó xuất phát hoàn toàn từ vấn đề công việc. Người ta đam mê trong công việc, người ta say sưa trong công việc, người ta gắn bó với nhau về công việc. Cho nên khi tách ra, có thể có những người làm việc ở ngân hàng này gần trọn cuộc đời, có những người ra đi sau đó quay trở lại vẫn được ngân hàng đón nhận một cách rất là chân thành. Và bây giờ những con người Hàng hải dù có làm ở đây hoặc làm ở bất cứ ngân hàng nào, gặp lại nhau vẫn cảm thấy rất là gắn bó, thân thiết. Với anh thì anh coi Maritime Bank như là ngôi nhà thứ hai của mình. Thì ở đây có những người anh, người chị, người bạn và tất cả rất nhiều những người em thân yêu. Thì tất cả đối với nhau như là gia đình. Chính là những cái tình cảm mà anh chị em đối với nhau, sự hỗ trợ giúp đỡ với nhau như vậy. Và chính là chúng ta coi MSB như là một cái gia đình. Nên là chúng ta làm việc rất là trách nhiệm và luôn luôn sẵn sàng nhận những cái nhiệm vụ khó khăn, gian khổ nhất để đưa Maritime Bank ngày càng phát triển. Tôi sẽ kể cho các bạn một cái câu chuyện sau đây mà chúng ta cũng biết là làm ngân hàng thì luôn luôn áp lực. Cũng vào ngày này cách đây 16 năm, đó là ngày 15 tháng 7 năm 2005, thì ngân hàng chúng ta có một cái quyết định lịch sử là chuyển trụ sở chính từ Hải Phòng đi Hà Nội. Và có lẽ rằng cán bộ nhân viên MSB nhiều thế hệ sẽ không bao giờ quên được những cái kỷ niệm và những cái ngày này. Thì thay vì là mọi người sẽ nhanh chóng để bê cái đồ mà mình đã đóng gói sẵn từ hôm trước để lên xe, thì mọi người quay sang ôm nhau và khóc. Và tôi tin rằng đây là một cái kỷ niệm đẹp, nó sẽ là một cái hành trang để cho nhiều thế hệ cán bộ nhân viên MSB tiếp sau này sẽ là cái động lực để chúng ta phấn đấu xây dựng MSB ngày càng phát triển hơn. Nhớ năm 1996 khi mình còn là sinh viên và chuẩn bị vào thực tập tại Ngân hàng Hàng hải, mà ở tòa nhà mà ngay góc chỗ Trần Phú và Trần Hưng Đạo là nơi mà Ngân hàng Hàng hải đầu tiên bắt đầu thành lập vào năm 91. Và lúc đó thực sự khi mà tới thì rất là ấn tượng, vì lúc đó các anh chị nhân viên ở đấy đấy ai cũng mặc một bộ vest màu xanh rất là đẹp, các anh chị ai cũng đẹp, cũng trẻ hết. Và đặc biệt có một điểm là khi mà lúc đó là tôi thực tập tại phòng thanh toán quốc tế, là tôi thấy rất là nhiều các ngân hàng trong nước mình, giống như là Exim Bank, ACB đều đến lấy sổ phụ. Vì lúc đó là Ngân hàng Hàng hải là ngân hàng mà làm thanh toán quốc tế rất là nhiều, và cái lượng tiền của các đại lý về nhiều đến mức độ mà các ngân hàng trong nước của mình đều phải mở một cái tài khoản đại lý tại mình để có thể là lấy được cái thông tin nhanh nhất về khách hàng khi mà lượng tiền chuyển tiền về đại lý của hãng tàu về rất là nhanh. Và thời đó thực sự là lúc đó bọn tôi thấy là các anh chị ấy làm việc rất là chuyên nghiệp, ai cũng rất là năng động, cũng rất là nhanh nhẹn. Lúc đấy là anh Hoàng An là tổng giám đốc ngân hàng doanh nghiệp lớn cùng xuống Vũng Tàu để đi tiếp cận ngân hàng
thu hút các cái khách hàng mà thuộc khách hàng LC. Thì tôi được vinh dự đi cùng với anh Hoàng An thì đến các cái doanh nghiệp như là xăng dầu Sài Gòn Petro, mà từ cái người lãnh đạo nhưng mà không có xa cách giữa khách hàng và ngân hàng, cho nên là khách hàng ta rất tin tưởng và từ đấy người ta đến hoạt động mở tài khoản Vietcombank Vũng Tàu, đồng thời là thu hút và giới thiệu các cái đầu mối, các đại lý, các tổng đại lý của xăng dầu trên địa bàn Vũng Tàu và các tỉnh khác về mở tài khoản Vietcombank. Thì tôi thấy được học từ chỗ anh Hoàng An là một người rất điềm tĩnh, một người rất sao sát với khách hàng và hiểu tâm lý khách hàng, thì đã cho tôi những cái bài học. Hồi đó chị đang phụ trách kế toán của chi nhánh Quảng Ninh, nên tự dưng chị thấy trên ban lãnh đạo, tổng giám đốc hồi đấy anh Vinh và các anh chị lãnh đạo trên đây gọi điện về động viên chị, là hỏi chị xem sang đầu tháng sau em có chuyển được lên Hà Nội làm không. Anh chị rất mong muốn em lên để tạm thời phụ trách phòng kế toán, do chị Mỹ Hạnh kế toán trưởng, chị có điều kiện gia đình chị không chuyển được lên hội sở. Các sếp tin tưởng giao thì lúc đó chị rất là xúc động, nên chị cũng bảo là về bàn với chồng con thôi, cố gắng. Chị rất là xúc động khi là được ghi nhận, được khuyến khích và được tạo điều kiện cho mình có cơ hội phát triển. Nhân dịp 30 năm thành lập ngân hàng, với tôi, một cán bộ đã gắn bó 24 năm với ngân hàng và gần như dành trọn tuổi thanh xuân tại MSB, thì luôn thấy tự hào và xúc động. Có lẽ nhiều người hỏi tôi tại sao có thể gắn bó với MSB lâu như vậy. Thì có lẽ điểm mà giúp tôi gắn bó và kết nối với MSB đó là tình cảm giữa những người MSB dành cho nhau. Với những bước đi đầu tiên mạnh mẽ, khác biệt, MSB đã tạo lập một bộ rễ khỏe mạnh, chắc chắn và nuôi dưỡng để từng ngày thêm lớn mạnh, vững vàng đưa cả ngân hàng chuyển mình, vươn tầm qua các giai đoạn phát triển cùng đất nước.